Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Xin phép ông bà cho cháu Dũng qua đây để tìm hiểu cháu Hạnh ạ. Không. Ông bảo sao? Không thể chịu được. Xin lỗi ông bà, tôi bị thận yếu, đi tiểu nhiều lần cả ngày lẫn đêm, khó chịu quá. Tưởng gì? Đây, ông thử dùng cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thận An Plus để xem. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thận An Plus có thành phần như tang phiêu tiêu, đẳng sâm, ích trí nhân, hỗ trợ bổ thận, mạnh gân cốt, hạn chế đau mỏi ngang thắt lưng, hỗ trợ làm giảm tình trạng tiểu đêm, tiểu ngày nhiều lần do chức năng thận suy giảm. Chứng tiểu nhiều lần của ông dạo này thế nào rồi? Tôi giảm rồi ông ạ. Tất cả cũng là nhờ cái anh Thận An Plus này đấy. Thận An Plus dùng hỗ trợ cho người cao tuổi và những người bị suy giảm chức năng thận, người bị viêm đường tiết niệu, tiểu bút. Thận An Plus hỗ trợ giảm tiểu nhiều lần. Tổng đài miễn cước 1800 6907.